Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại kênh Tôi Máy Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài mật khẩu khóa màn hình của con máy Oppo A31-2020 nhé, mã nó CPH2073. Để thực hiện cài khóa mật khẩu màn hình, ta sẽ vào phần cài đặt. Đây tôi sẽ cho các bạn kiểm tra cái phần giới thiệu điện thoại CPH2073 nhé. Ta sẽ vào phần cài đặt, ta sẽ kéo xuống phần dấu vân tay, khuôn mặt và mật khẩu. Con này có vân tay, có khuôn mặt và mật khẩu nhé. Rồi, ta sẽ mở mật khẩu màn hình khóa nhé. Ta sẽ bấm vào mở mật khẩu, sửa mật khẩu. Nếu bạn muốn đổi cái mật khẩu này, ta bấm vào phương thức mã hóa này. Đây, nó sẽ mở mẫu hình 4 số 46 ký tự mật khẩu. Đây, tôi sẽ thực hiện 6 số trước nhé. 123456 nhận sử dụng 123456. Ok, liên kết thì ta sẽ nhập mail các bạn nhé. Liên kết, đăng ký dùng vân tay ta hủy đi. Rồi bây giờ ta sẽ mật khẩu đã đạt thành công nhé. Vút lên nó sẽ hỏi mật khẩu đó, 123456. Ok, ta có thể tắt hoặc sửa nhé. Để ta sửa, ví dụ ta sẽ đổi, ta nhập phải nhập mật khẩu cũ 6 ấy. Ta sẽ đổi phương thức mã hóa, ví dụ tôi sẽ vẽ mô hình. Ta sử dụng kết nối ít nhất là 4 điểm nhé. Ví dụ các bạn thực hiện 3 điểm nó sẽ không được. 4 điểm, vẽ lại. Rồi, hủy. Đó, màn hình nó sẽ khác. Bây giờ bạn vẽ, mở, ok. Rồi, bây giờ tôi sửa, ví dụ tôi sửa thành 4 số chẳng hạn. Ví dụ về đây 6 số, ví dụ 4 nhé. 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Đó, sử dụng 1, 2, 3, 4, bây giờ ta phải xác minh. Hủy. Ok, nó sẽ hiển thị 4 cái bản, 4 trong mật khẩu. Đó. Tôi back quay lại nhé. Sửa nhé. 1, 2, 3, 4 này. Ta sẽ đổi cái phương thức của nó. Ví dụ 4 ký tự và số nhé. Cái này nó sẽ khó đoán hơn. Cái bàn phím nó sẽ hiển thị chữ và số và ký tự nhé. 1, 2, 3 ASD A cộng. Đó, bây giờ ta sẽ tiếp theo 1, 2, 3 ASD A cộng. Xong, thủy. Đó, bàn phím nó sẽ khác nhé. 1, 2, 3 ASD A cộng. A cộng, xong. Ok, bây giờ tôi sửa lại cái đơn giản nhé. ASD A cộng. Tôi sẽ sử dụng mẫu hình nhé. Để tôi sẽ đặt vân tay. Vì khi bạn sử dụng vân tay, bạn sẽ phải có mật khẩu nhé. Vì tôi sẽ quay lại. Ta sẽ vào vân tay, vẽ lại mẫu hình, thêm dấu vân tay. Bây giờ ta sẽ để ngón tay ở sau này nhé. Để ngón tay vào sau này. Ta có thể thực hiện một ngón hoặc hai ngón nhé. Rồi, tiếp tục giữ thêm nhé, giữ cho nó đầy là được. Rồi, xong nhé, báo xong này. Tiếp tục, ta có thể đổi tên hoặc các bạn thêm thêm một ngón nữa. Tôi thêm một ngón nữa nhé. Rồi, ta sẽ thêm ngón thứ hai, ngón bên trái, giữ hai ngón nhé. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi hai ngón nhá, bây giờ tôi khóa màn hình lại. Ấn nhá, ấn ngón tay nhá. Đó, khóa màn hình đổi ngón bên này. Đó, hai ngón này ok.
Rồi, để các bạn xóa, ta sẽ ấn vào đây. Xóa dấu vân tay. Xóa cả hai dấu luôn nha. Quay lại. Khuôn mặt, ta bấm vào khuôn mặt, ta vẽ ra màn hình. Rồi, đăng ký, bấm vào đăng ký khuôn mặt. Bây giờ ta sẽ giơ điện thoại như kiểu hình vẽ của điện thoại hướng dẫn này. Tiếp tục. Rồi, máy sẽ báo lên công. Ta sẽ bật vuốt lên hoặc mở khóa trực tiếp khuôn mặt. Tôi sẽ mở trực tiếp khuôn mặt nhé. Quay lại khóa màn hình. Ta mở sáng nhé, mở sáng lên, mở sáng lên này. Giờ khuôn mặt ra nhé. Đó, mở sáng lên, mở sáng lên. Đó, vân tay chưa đăng ký nhé. Ok. Để tắt đi, tắt khuôn mặt đi, ta vẫn vào tiếp tục vào đây. Khuôn mặt, ta phải hình mẫu. Xóa khuôn mặt đã đăng ký. Xóa này, ok. Bây giờ ta sẽ xóa luôn cái mật khẩu nhé. Mật khẩu màn hình khóa, bật. Tắt mật khẩu, vẽ lần nữa. Ok. Để khóa lên, bật lên, vuốt. Ok. Oh, vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn thực hiện cài mật khẩu khóa màn hình qua máy Oppo A31 thành công. Và những con Oppo khác đang thực hiện tương tự, những con Oppo mà thực hiện sử dụng vân tay khuôn mặt ta đều thực hiện tương tự như vậy. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.